Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Spot Hùng đây. Và trên tay Hùng đây. Đây nữa. Trên tay Hùng thì đang cầm hai đôi giày cầu lông Li-Ning cao cấp mà Hùng vừa mới order cho khách hàng. Và đây là mẫu giày cầu lông Li-Ning rất là đẹp, thuộc dòng cao cấp cho vận động viên đi. Và có mức giá rất là cao, tuy nhiên thì bên Hùng đang nhận order với mức giá rất là tốt đấy. Với các mẫu giày cao cấp này thì Hùng ít khi Hùng nhập sẵn bởi vì giá thành nó khá là cao, và nói thật là nhu cầu ở thị trường nó cũng không quá nhiều, bởi vì cũng không phải ai cũng có điều kiện để có thể sắm cho mình một đôi giày đắt tiền và đẳng cấp như thế này đấy. Thì đôi giày này có mã là Li-Ning AI AR033. Đôi này thì có giá gốc nó là 999 nhân dân tệ. Nếu quy ra tiền Việt thì nó rơi vào khoảng 3 triệu 550 đến 3 triệu 6 tiền Việt. Đấy. Đôi này thì ở Trung Quốc rất cao, tuy nhiên thì bên hãng Việt Nam nhập khẩu về thì có mức giá tương đối là tốt, và đặc biệt là Hùng còn để cho mọi người một mức giá vô cùng tốt luôn. Tuy nhiên thì Hùng chỉ nhận order với khách nào thực sự muốn mua và sẵn sàng là chuyển khoản trước cho Hùng. Chuyển khoản tối thiểu là 40%. Nếu mà mọi người chuyển đủ thì sẽ được thêm ưu đãi là miễn ship. Còn nếu ai muốn đặt thì chuyển ít nhất là 40% số tiền của đôi giày Hùng mới nhận. Anh em nào thực sự muốn mua thì cứ tự tin chuyển khoản. Còn không thì thôi, Hùng cũng không nhận đâu, bởi vì là những đôi giày này Hùng bán nó cũng chả, nói thật là Hùng nhận order chả đáng được bao nhiêu đâu. Nhưng mà vì Hùng thích bán giày cao cấp, thực sự là Hùng khá là thích những mẫu giày cao cấp và những mẫu giày ngon. Bán những mẫu giày ngon thì mình có gì đó mình rất là thích thú đấy. Nhiều khi là Hùng, nếu mà tính về lợi nhuận nhá, thì thực sự là những cái đôi giày như thế này, những đôi giày cao cấp như thế này và để cho mọi người mức giá tốt như vậy thì thậm chí là tiền lãi của Hùng còn không bằng một đôi giày tầm trung cơ mọi người ạ. Nhưng mà đây là sở thích, tại vì mình cũng muốn, nói chung là ngoài giày tầm trung mình bán cả các dòng cao cấp cho anh em. Nhưng em nó có nhu cầu thì nói chung là nó nhiều người người ta cũng hỏi cái cao cấp mà mình không có thì nó cũng không hay, nó cảm giác nó khuyết thiếu một điều gì đó. Nên là Hùng quyết định là Hùng sẽ nhận order về một mẫu giày màu đỏ rất là đẹp. Đây, mình sẽ mở lại cho mọi người xem. Đấy, thì đôi hộp giày được thiết kế màu đỏ. Chờ một chút nhé, mình sẽ quên mất chưa gì đã rút ra rồi. Đấy. Chúng ta phải quan sát hộp giày chút. Hộp giày thì mặt này nó có biểu tượng sân cầu, biểu tượng Li-Ning. Và đằng sau này thì nó có bảng size của hãng, luôn là thế. Bảng size của hãng. Và nó có một cái quay sách ở đây, khá là đẹp, và chúng ta chỉ cần nhấc lên, chúng ta lật ra, đó, nó sẽ cho thấp cam xuống một chút, rồi. Đây, và trên tay Hùng thì đang cầm đôi giày của chúng ta hôm nay, một đôi giày rất là đẹp, một đôi dòng màu đỏ đậm, cực kỳ là chất. Mẫu giày này là Lining Junteng hay Jun gì đấy, để Hùng đọc lại tên cho mọi người. Đây là Li-Ning Junteng. Đấy, tên của nó là Li-Ning Junteng, còn mã của nó là AIAR033. Đấy, một môi đôi dòng màu đỏ rất là đẹp. Đẹp dã man luôn chứ không phải đẹp nữa. Lúc là Hùng nhìn thấy đôi giày này thì Hùng đã rất là mê nó, nên là Hùng mới bán. Với thật là những cái đôi giày cao cấp nào phải khiến cho Hùng mê thì Hùng mới bán, chứ Hùng mà không mê thì Hùng sẽ không giới thiệu và không bán thôi. Đôi này thì Hùng nhận order nhá. Giá gốc của nó là 999 nhân dân tệ. Nếu mà mọi người xách tay bên Trung Quốc về thì đôi này, con này giá rất là cao, thậm chí bây giờ còn chưa được sale cơ. Nó rơi vào hơn 3 triệu. 3 triệu rưỡi, 3 triệu 6. Đấy, thì ở thị trường Việt Nam đang có mức giá phải nói là Hùng khá là ấn tượng. Bên hãng đưa ra một mức giá rất là tốt, đó là 2 triệu 350 nghìn với đôi giày này. Tuy nhiên thì bên Hùng đang nhận order với mức giá còn tốt hơn khá là nhiều và giúp anh em tiết kiệm được rất nhiều. Tuy nhiên chỉ có những ai chuyển khoản trước và tin tưởng, đặt niềm tin vào Hùng thì mọi người hãng đặt hàng. Còn nếu mà mọi người đã xác định không chuyển khoản thì cũng không cần kỳ kèo gì thêm, Hùng sẽ không nhận đâu ạ.
Đấy. Anh em nào mua hàng bên Hùng rồi hoặc khách quen thì chắc chắn là chỉ cần thích là mọi người sẽ chuyển tiền ngay lập tức. Đấy. Một đôi giày màu đỏ rất là đẹp. Vậy thì chúng ta sẽ đi chi tiết về đôi giày này. Đấy, để Hùng giới thiệu xong còn ship cho khách luôn. Mượn tạm khách nửa tiếng để quay video cho anh em. Đây ạ, trước tiên chúng ta sẽ đi về phần mặt đế. Mặt đế được thiết kế các hình lục giác cũng như kết hợp các cái danh giúp nó bám nền rất là tốt. Tiếp theo nữa là công nghệ mặt đế này thì nó vẫn là công nghệ chống mài mòn non-making, nhưng mà chất liệu đế của các đôi giày cao cấp thì nó sẽ có sự nổi trội hơn những đôi giày bình thường, về độ chống mài mòn cũng sẽ tốt hơn. Đấy. Tiếp theo nữa là công nghệ Pro Balock, công nghệ cụm các miếng nhựa và các miếng carbon giúp cho ổn định mặt đế, chống xoắn theo các chiều cũng như là hỗ trợ cho việc giảm chấn, giúp giảm chấn được nhẹ nhàng cũng như là hỗ trợ lực đẩy cho việc chúng ta bật lên. Đấy, hệ thống miếng nhựa Pro Balock đây nhá. Đây nhá. Kết nối phần gót và phần trên này. Đây. Và nó có một miếng nhựa chìm ở phía trong này nữa. Đấy. Trông rất là xịn và sang. Đấy. Và tiếp theo đó là công nghệ chống lật. Đây, mọi người có thể nhìn thấy chỗ này nó sẽ làm hơi bè ra một chút. Đây, cái gờ chống lật của nó đây. Gờ chống lật của nó đây. Đấy, tiếp theo nữa thì nó có miếng carbon fiber đây, cũng giúp ổn định, nó cũng là trong cụm công nghệ đó. Carbon fiber nó cũng là một công nghệ tách riêng, nhưng cái chức năng của nó cũng là truyền dẫn lực, hấp thụ lực và tạo cái độ cong và độ phản khi để tạo độ bật cho chúng ta khi mà chúng ta bật lên. Đấy, miếng carbon chìm ở trong này, chỉ những đôi giày cao cấp thì nó mới có. Đấy. Tiếp theo phần gót đây, chúng ta có thể thấy một miếng nhựa. Cái chữ Trung Quốc cái này thì Hùng không không đọc được nhá. Đấy, màu vàng, phải nói là Hùng rất thích cái sự kết hợp của cái màu vàng và cái màu đỏ. Trông rất là sang. Hùng mà nói thực sự là quay trên video này Hùng thấy nó không đẹp bằng ngoài đời mọi người ạ. Đấy. Nhưng mà cái camera nó không thể lột tả hết được. Đấy. Về cái này thì nó lại là một cái chữ gì đấy, và đây là Junting01, JT01 là Junting01, đây là tên của đôi giày này. Cái chữ này thì cũng không biết nó là chữ gì luôn, cũng chưa kịp tìm hiểu kỹ về nó. Đấy. Nó không phải là biểu tượng Li-Ning nữa mà nó sẽ thay bằng cái chữ này. Còn biểu tượng Li-Ning thì ở đây. Một miếng, nếu không nhầm thì có lẽ nó là phản quang màu bạc được ép ra trên đây, rất là nổi bật. Đấy. Về phần chất liệu da của đôi này thì phải nói là nhìn về chất liệu da thì nhìn cái là ưng luôn nha mọi người. Mọi người khỏi cần lo, phía chất liệu da này thì nó kiểu vân carbon này, mọi người có thể nhìn thấy vân carbon. Phía liệu da trong thì nó cũng trông rất là xịn. Quay qua đây thì chúng ta không thể lột tả được hết, nhưng mà chúng ta nhìn mắt thường thì chúng ta cũng thấy nó rất là xịn và nó đục các cái lỗ thông thoáng khí ở đây. Và qua quan sát thì Hùng thấy rằng cái lớp da này cũng khá là dày dặn và đặc biệt nó cũng rất là mềm mại, thì sẽ đem lại cái cảm giác mà rất là dễ chịu khi mà chúng ta đeo. Đấy, và các lỗ đục như này cũng rất là có điểm nhấn, trông cũng khá là độc đáo và tạo độ thoáng khí cho đôi giày, giúp đôi giày đi mang lại cảm giác không bị bí chân và thoải mái. Đấy. Tiếp theo chúng ta có thể thấy những lớp da vân carbon đây, mọi người có thể thấy đấy, nó ép nó tạo thành những cái đường vân trang trí cho đôi giày trông khá là xịn sò. Đây cũng có các lỗ thông thể khí này mọi người. Đấy. Và ngoài lớp chất liệu da phía trong này thì nó ép thêm một lớp chất liệu da đây, chất liệu da vân carbon đây. Đấy. Thì đây nó cũng chính là công nghệ túp tip này, nó ghi cả công nghệ ở đây nhá. Nó sẽ giúp gia cố phần mũi trên và phần xung quanh má giày. Để khi mà chúng ta chạy mà không may chúng ta dê chân thì nó cũng sẽ giảm những cái tác động đến đôi giày. Đấy. Và bảo vệ đôi giày được bền hơn. Đây, phần này nó cũng làm cao cao lên để giúp cho chúng ta hạn chế cái việc mà chúng ta sẽ bị mài quá nhiều vào. Khi mà chúng ta với cầu, chúng ta cố cứu cầu thì
hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta sẽ bị mài vào trong má này. Tuy nhiên việc mài vào trong má này cũng đã có công nghệ túp tip để bảo vệ cho đôi giày này rồi. Đấy ạ. Tiếp theo thì đây, cái ông rất là cái phần này cũng rất là êm nha. Nó tì lên phần mu bàn chân của chúng ta, cũng sẽ lại mang lại cảm giác rất là dễ chịu. Nó rất là êm và dày. Đấy. Rất là êm dày và kiểu đấy. Nên là khi mà chúng ta đeo nó lên mu bàn chân thì sẽ cảm giác rất là dễ chịu. Tiếp theo nữa là về công nghệ giảm chấn của đôi giày này. Đấy. Thì nó sử dụng công nghệ, đó là công nghệ Lifeform. Lifeform, mọi người trông do qua video và cái ánh sáng của bên nhà Hùng là nó đang có 6 cái bóng LED ở đây nên là nó rất là sáng. Nên là khi chiếu vào cái công nghệ này trông nó hơi lóe lóe, nên là làm có thể là làm cho anh em nhìn thấy đôi giày không được đẹp lắm. Vì nó cái công nghệ này nó cái chất liệu này khi mà ánh sáng trắng và thứ nó chiếu vào thì nó cũng sẽ sáng sáng như mọi người đang nhìn thấy đấy. Đấy. Thì có lẽ là qua video nó sẽ bớt đẹp đi một chút đôi giày này. Đây là công nghệ Lifeform với lớp giảm chấn có độ đàn hồi rất là cao và rất là mềm. Hùng dí vào nó muốn đẩy tay Hùng ra luôn. Mọi người nhé. Rất là mềm. Công nghệ Lifeform này có độ nén rất là cao và độ hấp thụ lực đàn hồi rất là tốt. Là đi khá nảy chân và đi rất là êm chân. Và một trong những đặc điểm nổi trội nữa của cái công nghệ Lifeform này mà được sử dụng đa phần ở tất cả, gần như tất cả các mẫu giày cao cấp nhất của Liên Ninh hiện tại, đó chính là bởi vì nó công nghệ chất liệu này nó giúp cho đôi giày rất là nhẹ. Bởi vậy mà đôi giày này cầm trên tay, Hùng cầm trên tay nó rất là nhẹ nhàng. Nó rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy. Đôi giày này thì nó là giày cao cấp nên dĩ nhiên là giá nó cao là đúng rồi. Nhiều anh em thì cứ muốn mua giày mấy trăm nghìn, xong mua giày khoảng tầm triệu thôi mà lại hỏi, cứ lao vào hỏi những cái mẫu trông như thế này. Đấy thì sau khi Hùng báo giá xong, nhiều anh em bảo ui sao đắt thế, ui sao đắt thế. Nhưng mà nó chả đắt tí nào đó. Đắt là đắt so với cái gì đúng không ạ? Nó đắt là so với tầm của mình có thể mua được hay không thôi đúng không ạ? Nếu mà những người mà họ có điều kiện và họ sẵn sàng chi ra số tiền để mua đôi giày này thì thực sự là với cái mức giá như này thì nó là quá rẻ. Đấy, có nghĩa là đắt so với cái gì? Với giày cao cấp và mức giá như Hùng để cho mọi người phải nói là không đâu mua rẻ hơn được rồi. Gần như là thế, riêng với đôi giày này. Đấy, anh em cứ tự tin mà đặt hàng thôi. Đấy, quan trọng là anh em có thích không thôi. Nếu mà thích và có điều kiện thì thực sự là đây là một đôi giày đáng tiền nhé. Chỉ những đôi giày nào mà nó thuyết phục được Hùng. Trước tiên là về vẻ bề ngoài, thứ hai là về cái độ chất và độ công nghệ của nó, Hùng cầm, Hùng thấy ưng. Thì Hùng rất tự tin là Hùng sẽ giới thiệu và bán cho mọi người. Chứ những đôi giày nào mà không thuyết phục được Hùng, mà Hùng không thích thì Hùng cũng sẽ không bao giờ mang ra bán cho mọi người đâu. Không tự tin, không có cảm hứng mà làm video giới thiệu cho mọi người như này đâu. Nếu mà đôi giày thực sự mà không ngon mà Hùng không kết ấy. Đấy thì đôi giày là Hùng rất là kết cái màu đỏ này. Màu đỏ này đẹp thực sự. Và nó kết hợp thêm cái gót màu vàng này nữa, trông rất là sang luôn. Đấy, hàng chữ Liên Ninh các thứ cũng đều là chữ vàng hết. Cũng rất thích sự kết hợp tông màu này. Đôi giày êm, nhẹ, chống lật an toàn, đi rất là sướng, ổn định. Nói chung là đầy đủ tất cả những công nghệ cần thiết cho một đôi giày. Giày cao cấp. Cho anh em nắm một chút nhá. Đấy ạ. Đấy, thì đây là hai đôi giày mà khách đã đặt bên Hùng. Thì cảm ơn hai anh đã tin tưởng. Như là có một anh là khách đã từng mua hàng bên Hùng, còn một anh là khách lần đầu tiên thì cũng đã chuyển khoản đủ. Buồn cười thật. Mình báo giá, mình rõ ràng mình gửi báo giá cho anh ấy. Đôi giày này thì giá gốc nó là 3,5 triệu rồi. Thế mình gửi báo giá là mình báo là giá thị trường chung thì cũng ở Việt Nam bán thì cũng đang là 2,350. Còn mình báo giá cực kỳ ưu đãi ở dưới thì anh ấy lại không đọc. Đấy, anh ấy lại không đọc. Thế là anh bảo cũng hơi cao nhưng mà đôi giày này anh thấy cũng ngon. Thế là anh ấy chuyển cho Hùng 2,350,000 luôn. Nhưng mà cuối cùng anh ấy lại
không để ý là Hùng báo cái giá cực kỳ tốt ở bên dưới, nhưng mà anh chuyển đủ 2-3-50, thế là Hùng lại phải chuyển ngược lại tiền cho anh ấy. Đấy, Hùng lại phải chuyển ngược cho anh ấy một số tiền có thể giúp mọi người nó tiết kiệm rất là nhiều tiền khi mà mua bên Hùng. Và hàng này cũng là hàng chính hãng từ store Li-Ning mà Hùng nhập ra, Hùng cũng là đại lý lớn mà, chuyên bán giày và vợt của hãng Li-Ning. Đấy, thế nên là anh em nào mua thì nhanh tay nhắn tin nhá. Nói thật là đôi giày này Hùng bán không lãi bằng một đôi giày ở tầm trung, tầm giá thấp hơn luôn. Nhưng mà Hùng thích, bởi vì sao, nếu mà Hùng bỏ tiền ra Hùng nhập cũng được, nhưng mà Hùng không thể bán với mức giá đấy cho mọi người. Hùng cũng không thích bán giày cao cấp lắm, bởi vì là nhu cầu thị trường nó không quá nhiều. Cái này Hùng chỉ phục vụ những ai mà thực sự có điều kiện và những ai mà thực sự kết những đôi giày này và sẵn sàng bỏ tiền ra mua, thì Hùng sẽ đưa ra mức giá tốt nhất cho mọi người và sẵn sàng chuyển tiền, thì Hùng dùng tiền của mọi người để đặt giày. Đấy, thì Hùng không phải bỏ ra nhiều vốn thì Hùng mới để giá tốt như thế cho mọi người chứ. Nếu mà Hùng nhập mẫu này về thì giá nó ít nhất phải sẽ cao hơn, với việc là mọi người sẽ order cho Hùng là khoảng hơn 100.000, ý là như thế. Đấy, nhờ chỉ anh em nào thêm nữa là cái gót của nó cũng đây, với cái phần đệm gót này nó làm khá cao, trông khá đặc biệt và nổi bật, và cái đệm gót của nó cũng khá là dày dặn. Về lót của đôi giày này thì Hùng cũng đã tháo ra xem rồi, lót rất là dày nhá, rất là êm. Đấy, mẫu giày này là mẫu mới nhất, vừa mới về Việt Nam, vừa cập bến Việt Nam luôn đấy ạ. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu order thì nhắn tin Hùng báo giá chuẩn cho mọi người nhá. Báo giá chuẩn cho mọi người. Đấy, nhận order thì khoảng 2-3 hôm thì Hùng mới 2-3 đơn hôm thì sẽ có hàng cho mọi người. Tại vì nếu mà mọi người cứ mỗi ngày đặt 1-2 đôi thì Hùng cứ phải chạy đi chạy lại liên hãng, mà liên hãng thì khá là xa nên Hùng rất là lười. Nên là Hùng phải gom đơn. Đấy, một lần đi lấy thì khoảng 2-3 hôm Hùng lên hãng Hùng lấy một lần, thì gom đơn cho anh em. Gom đơn cho anh em đi lấy một lần nó tiện, chứ nói thật chứ cứ bắt ship luôn trong ngày mà mua có một đôi thực ra không bỏ công, Hùng chạy đi chạy lại luôn. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ nhá. Anh em khách quen thì khỏi nói rồi, cứ tự tin chuyển khoản thôi. Anh em khách lạ có niềm tin đặt vào Hùng thì cứ chuyển khoản tự tin và nhận giày nhá. Giày có bảo hành 1 tháng cho mọi người yên tâm. Đấy, nếu anh em mà không rõ về size cũng có thể nhắn tin cho Hùng tư vấn nhá. Trong trường hợp xấu nhất, nếu mà khi mọi người đặt về mà nó bị rộng hay bị chật thì Hùng cũng hoàn toàn lại đổi size cho mọi người được. Đấy, Hùng cam kết là hoàn toàn đổi size cho mọi người được nhá. Tuy nhiên thì mọi người không chắc chắn về size, tốt nhất là nên nói cho Hùng biết để Hùng có thể tư vấn. Thì Hùng có thể tư vấn nó chuẩn nhất để hạn chế cái khả năng mà phải đổi trả. Nó rất là phiền để mọi người phải chờ này. Hùng thì lại rồi chúng ta lại mất cả tiền ship nữa. Đấy, Hùng thường sẽ hỗ trợ khách một lượt và khách chịu một lượt. Có nghĩa là đôi bên thì mỗi người hỗ trợ một nửa, có nghĩa mỗi bên chịu một nửa. Đấy, thường là thế. Đây giày rất là đẹp. Đấy, chất liệu da thì khỏi chê luôn, nói chung là Hùng rất là kết em này. Đấy, thế nên là anh em nào thích thì múc ngay, bởi vì hàng này không có nhiều đâu. Mà cái mức giá đấy Hùng để cho mọi người phải nói là rất là tốt rồi. Hùng bán vì đam mê thật, Hùng bán đôi này vì đam mê. Chứ còn về mục tiêu lợi nhuận thì Hùng sẽ bán những mẫu giày tầm trung kia, nó bán được rất là nhiều và nhiều người họ mua, bởi vì tầm giá nó hợp lý. Còn giày cao cấp này thì ít. Đấy chính là nguyên nhân tại sao mà Hùng ít bán giày cao cấp, hoặc là phải sale rất là sâu thì Hùng mới nhập về, cực kỳ sâu thì Hùng mới nhập về đó. Đấy, những mẫu giày đẹp như thế này thì chờ siêu sâu thì chắc phải mấy năm nữa mọi người ạ. Lúc đấy thì có lẽ là mọi người sẽ thích đôi khác chứ không phải đôi này. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều, nãy giờ lan man quá. Anh em nào kết thì nhắn tin cho Hùng ngay nhá. Hùng bây giờ Hùng gói 2 đôi giày này cho khách đây, để khách phải chờ 2-3 hôm nay rồi. Đấy, mới lấy giày về cho khách này, rất là đẹp, rất là ưng luôn.